Nam diễn viên Trải Đình Khang đang ngày càng chứng minh được tên tuổi, thực lực của bản thân trong lĩnh vực phim ảnh Việt. Biến hóa đa dạng ở nhiều thể loại vai, nam thần học đường giỏi võ này đã chiếm được tình cảm của đại đa số khán giả. Đình Khang là một nam diễn viên trẻ sinh năm 2000. Anh sinh ra và lớn lên tại quê hương Quy Nhơn, Bình Định, nổi tiếng là nơi đất võ. Chính vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ, anh chàng đã mang trong mình niềm đam mê võ thuật, đặc biệt là môn võ Taekwondo. Anh đã từng đại diện cho tỉnh nhà tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ tại các đại hội thể thao và mang về nhiều giải thưởng cao quý. Cơ duyên đến với nghề diễn viên của Đình Khang cũng thật tình cờ, đó là khi chàng trai 19 tuổi được bạn bè rủ cùng tham gia làm mẫu ảnh lookbook, và cũng chính từ đó, chàng trai đất võ bén duyên với nghề diễn. Với gương mặt điển trai, góc cạnh rất ăn hình cùng với diễn xuất tự nhiên, anh chàng đã được các đạo diễn đánh giá rất cao. Từ đó cơ hội được tham gia đóng các phim ngắn, đóng MV, TVC và sau này là phim điện ảnh đến với anh chàng ngày càng nhiều. Một số vai diễn điển hình mà Đình Khang tham gia như MV Chẳng Thể Giữ Lấy, Chẳng Đành Buông Tay của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy phát hành cuối năm 2020, phim ngắn Đêm Tất Niên, Làm Một Gói Cho Đỡ Thèm, sitcom Đi Làm Có Gì Vui. Tên tuổi của chàng diễn viên trẻ Đình Khang ngày càng được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn là khi anh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn xuất gương mặt điện ảnh 2021. Chàng trai sinh năm 2000 đã xuất sắc đoạt danh hiệu top 3 gương mặt điện ảnh 2021. Tôi chỉ dừng lại ở top 3 nhưng Đình Khang vẫn được đông đảo khán giả hoan nghênh ủng hộ. Nói về chương trình gương mặt điện ảnh 2021, Đình Khang cho biết, đối với một bạn trẻ như em thì khi nhận kết quả dừng lại ở top 3 không có gì là quá bất ngờ. Em nhận ra được bản thân mình còn nhiều thiếu sót và phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên em vẫn thấy hơi tiếc một chút vì không được đi xa hơn. Thêm một điều nữa khiến em xúc động là vì ở chương trình này các huấn luyện viên Minh Nhật, Ngọc Duyên đã dạy cho em rất nhiều điều. Hầu như mọi thứ em làm đều được anh chị theo dõi từng ngày. Em rất bất ngờ khi biết chị Ngọc Duyên đã chụp lại khoảnh khắc em đang ở bậc thang một mình để nói chuyện với nhân vật mình sắp diễn. Anh Minh Nhật và chị Ngọc Duyên luôn quan sát tin tưởng người mới như em. Điều này khiến em tự hào vô cùng. Đình Khang còn cho rằng tuổi trẻ phải sống bằng đam mê và nhiệt huyết. Càng khó khăn càng phải cố gắng để tiến tới điều tốt đẹp hơn. Mới đây Đình Khang cũng đang gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện trong tác phẩm kinh dị đang gây bão khán giả Việt. Đứng đầu top phim có lượng người xem cao nhất chiếu trên nền tảng Netflix, đó là Tiết Ở Làng Địa Ngục. Trong bộ phim này, Đình Khang đã có cú lột xác, trở thành vai diễn để đời của anh khi hóa thân thành một cải điên có tâm lý hết sức phức tạp. Gây ấn tượng mạnh mẽ, vai đại cải điên của Đình Khang đã nhận về nhiều lời phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Đây cũng được xem là bước đệm giúp Đình Khang thoát khỏi vùng an toàn, ngày càng chứng minh được thực lực và sự yêu nghề, nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật của anh. Nói về những dự định tương lai, chàng diễn viên tài năng này cho biết anh sẽ góp mặt trong nhiều dự án nghệ thuật mới và Đình Khang hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm và yêu mến từ mọi người.